Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Di động Việt. Quay trở lại vào năm 1995, những thuật ngữ như là Wi-Fi, nhận diện khuôn mặt hay tiền ảo, blockchain là những công nghệ cực kỳ xa lạ. Việc truy cập Internet cũng là trải nghiệm mới đối với nhiều người vào thời điểm đó. Nhưng sau 25 năm, mọi thứ đã thay đổi nhờ hàng loạt giải pháp công nghệ được ứng dụng trong đời sống. Theo CNET, dù tích cực hay tiêu cực thì chúng cũng có đóng góp to lớn trong việc định nghĩa lại thế giới. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Di động Việt tìm hiểu xem những công nghệ thay đổi thế giới là gì nhé. Công nghệ đầu tiên, hiển nhiên rồi, đó chính là Wi-Fi. Vào năm 1995, nếu như chúng ta muốn sử dụng Internet, thì người dùng phải dùng đến mạng có dây và bó buộc một chỗ với chiếc PC của họ. Nhưng Wi-Fi ra đời vào năm 1997 đã thay đổi tất cả. Người dùng có thể kết nối mọi lúc mọi nơi. Qua nhiều năm, Wi-Fi liên tục được cải tiến và tốc độ ngày càng nhanh. Bên cạnh máy tính, giờ đây người dùng có thể sử dụng smartphone, tablet, đồng hồ thông minh, thậm chí là ô tô để kết nối với Internet. Mạng Wi-Fi đang cần thiết đến mức mọi người sẽ cảm thấy khó chịu nếu không sử dụng nó để trực tuyến ở nhà cũng như là ở nơi công cộng. Công nghệ thứ hai mình muốn nói đến chính là IoT hay còn gọi là Internet of Things. Thuật ngữ này ra đời vào năm 1999 nhưng không được sử dụng cho đến những năm 2010. Internet of Things đề cập đến hàng tỷ thiết bị vật lý trên khắp thế giới được kết nối với Internet, thu thập và chia sẻ dữ liệu. Nhờ những dữ liệu này mà mọi người có thể quản lý được những thứ rất nhỏ như là thiết bị trong nhà thông minh, cho đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, quản lý các dịch vụ của một thành phố, v.v. Dự kiến là chi tiêu cho Internet of Things năm nay ước vào khoảng 248 tỷ đô la, gấp đôi so với 3 năm trước. Và trong 5 năm tới thì thị trường Internet of Things có thể đạt 1.500 tỷ đô la. Công nghệ thứ ba chính là trợ lý giọng nói. Vào những năm 2000 thì việc ra lệnh cho một thiết bị công nghệ để thực hiện các tác vụ là điều chỉ có trong phim viễn tưởng mà thôi. Nhưng ngày nay, thông qua trợ lý ảo như Apple Siri, Amazon Alexa hay là Google Assistant thì người dùng có thể yêu cầu loa thông minh, TV hay là điện thoại cho biết thông tin thời tiết, chơi nhạc, đọc tin tức và rất nhiều các kỹ năng khác. Trợ lý ảo cũng là yếu tố không thể thiếu cho nhà thông minh. Theo thống kê, thế giới có hơn 3,25 tỷ thiết bị tích hợp trợ lý ảo vào năm 2019 và con số này sẽ tăng gấp đôi lên 8 tỷ vào năm 2023. Công nghệ tiếp theo chính là Bluetooth. Công nghệ không dây này ra đời vào năm 1999. Không giống Wi-Fi dùng để truyền tải Internet, Bluetooth ban đầu phục vụ chủ yếu điện thoại kết nối với tai nghe không dây. Tuy nhiên, ngày nay công nghệ Bluetooth được ứng dụng nhiều hơn. Chúng có sẵn trên tai nghe True Wireless, loa di động, thiết bị trợ thính, đồng hồ thông minh, vòng đeo theo dõi sức khỏe, cũng như là các phụ kiện máy tính như là bàn phím, chuột. Ngoài ra thì nó cũng được ứng dụng cho nhà thông minh, chủ yếu để kết nối khóa cửa hoặc là các cảm biến đo môi trường như nhiệt độ hay là độ ẩm. Công nghệ thứ năm là mạng riêng ảo hay còn gọi là VPN. Mạng riêng ảo về cơ bản là một đường hầm riêng được mã hóa để truyền dữ liệu, giúp người dùng có thể truy cập mạng nội bộ an toàn trên môi trường Internet. Nó đã được chứng minh là vô giá đối với cả doanh nghiệp và cá nhân. Theo thống kê vào năm 2018, hiện nay khoảng 1/4 người trên toàn cầu dùng VPN. Ngoài sử dụng cho mạng nội bộ, thì công nghệ này giờ đây còn được sử dụng cho các hoạt động trực tuyến ẩn danh, bỏ qua kiểm duyệt của một quốc gia cũng như là tránh bị một ứng dụng nào đó hạn chế sử dụng dựa trên vị trí địa lý. Công nghệ tiếp theo chính là blockchain. Bitcoin chỉ là một ứng dụng của blockchain. Công nghệ mã hóa này cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa trên hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế toán của một công ty vậy, nơi tiền được giám sát chặt chẽ và ghi nhận mọi giao dịch trên mạng ngang hàng. Tuy mới xuất hiện gần đây nhưng blockchain đã được ứng dụng vào một loạt lĩnh vực từ công nghiệp, công nghệ xác minh danh tính, kết xuất đồ họa, thanh toán phúc lợi, tìm việc làm, bảo hiểm, v.v. Gartner ước tính rằng blockchain sẽ tạo ra 176 tỷ đô la cho doanh nghiệp từ bây giờ cho đến năm 2025 và 3.100 tỷ đô la vào năm 2030. Công nghệ thứ 7 chính là MP3. Nghiên cứu về mã hóa và nén âm thanh có từ năm 1970, định dạng âm thanh MP3 có từ những năm 1990. Tuy nhiên thì mãi đến năm 1998 thì máy nghe nhạc MP3 di động đầu tiên mới xuất hiện. Nhà sản xuất Sehan của Hàn Quốc đã phát hành ra chiếc MP-Man, máy nghe nhạc dùng bộ nhớ flash có thể chứa khoảng 12 bài hát định dạng này. Sự phổ biến của định dạng MP3 bắt đầu vào năm 1999 khi sinh viên 19 tuổi Sean Forning tạo ra phần mềm Napster cho phép chia sẻ các file nhạc dạng này trên Internet. Hành động này đã khiến cho ngành công nghiệp thu âm bị tổn thất nặng nề. Một nhóm các lãnh đạo phòng thu và ca sĩ đã kiện Napster và thắng kiện. Tuy nhiên, điều này không ngăn được sự phổ biến của MP3 dẫn tới các dịch vụ phát nhạc trực tuyến có bản quyền sau này như là Spotify, Apple Music. Công nghệ thứ 8 là nhận diện khuôn mặt.
Hình thức xác thực sinh trắc học xuất hiện ngày một phổ biến, không chỉ được sử dụng để xác minh danh tính trên các thiết bị số như là smartphone, laptop, nhận diện khuôn mặt còn có trên hệ thống camera an ninh, hỗ trợ giám sát, tiếp thị và nhiều công năng khác. Trung Quốc hiện nay đang là quốc gia có hệ thống camera an ninh lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu thiết bị. Nhận diện khuôn mặt đang làm gia tăng mối lo về quyền riêng tư cũng như là nguy cơ bị đánh cắp thông tin trái phép. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn đang tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ riêng tại Mỹ thì giới chuyên gia dự đoán quy mô ngành sẽ tăng 3,2 tỷ đô la của năm 2019 lên 7 tỷ đô la vào năm 2024. Và công nghệ cuối cùng trong video ngày hôm nay là AI, trí thông minh nhân tạo, công nghệ mô phỏng trí thông minh của con người trong máy móc từng bị giới hạn trong khoa học viễn tưởng mà thôi. Nhưng trong những thập kỷ gần đây thì chúng được ứng dụng trong thực tế ngày một nhiều. Ngoài khả năng là bộ não của nhận diện khuôn mặt, AI còn tham gia vào một loạt lĩnh vực như là bán lẻ, nghiên cứu y tế và chăm sóc sức khỏe, khôi phục phim ảnh, nhận diện giọng nói, lọc thư giác, v.v. và thậm chí là cho đến cả robot. Một số chuyên gia lo sợ rằng việc lạm dụng AI vào robot có thể khiến cho các cỗ máy quay lại thống trị con người trong tương lai. Vậy thì vừa rồi là những công nghệ đã thay đổi thế giới trong vòng 25 năm qua. Các bạn biết những công nghệ nào nữa thì hãy để lại comment ở bên dưới video này cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì Di Động Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.